Hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn có nhiều sức khỏe, bình an, công việc gặp nhiều may mắn, thuận lợi. Hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với các bạn bài Tử Vi tuổi Bính Dần, Nam Mạng, sinh năm 1986 trong năm 2021 về phương diện sự nghiệp, tài vận, tình cảm, sức khỏe, sao giải hạn, hướng xuất hành, tuổi sông đất, và tử vi từng tháng đối với bạn tuổi Bính Dần trong năm 2021. Mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Mời các bạn cùng đón xem. Sự nghiệp của tuổi Bính Dần sinh năm 1986 nam mạng trong năm 2021 Tử vi tuổi bính dần năm 2021 Nam Mạng cho biết tuổi này có cơ hội tốt trong nghề nghiệp năm 2021, có lợi cho việc hợp tác làm ăn, dễ có dự án hợp tác bất ngờ, tài năng và năng lực của người đó có thể được lãnh đạo, xếp đánh giá cao và ghi nhận. Nhưng bên cạnh đó vẫn có nhiều công việc khó khăn chờ đón bạn. Năm nay sẽ có thiên ất quý nhân hỗ trợ sẽ sớm giúp sự nghiệp của bạn được vinh hiển, dễ thăng quan tiến chức, đi đến đâu cũng tránh được tai họa. Vì vậy, trong năm 2021, Nam Bính dần có thể tiếp tục phát triển tốt. Thị trường làm ăn tốt, công ty hoạt động thuận lợi, trước thời cơ tốt cộng với năng lực mạnh mẽ và lòng dũng cảm của bản thân, chắc chắn sẽ có thể tạo ra nhiều thành quả vượt trội. Tuy nhiên, cần lưu ý khi tiếp xúc với mọi người phải đề cao cảnh giác, nếu không có thể bị kẻ gian ghen ghét ném đá giấu tay. Tài vận của tuổi bính dần sinh năm 1986 nam mạng trong năm 2021. Tuổi bính dần 1986 sẽ gặp nhiều may mắn về tài chính trong năm 2021. Dễ có thu nhập tốt từ việc hợp tác dự án. Lương ổn định và bền vững, thu được lợi nhuận từ các dự án bất động sản và nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ lãnh đạo hoặc chính phủ. Nữ tuổi Bính Dần 1986 sẽ có tình hình kinh tế khá ổn định trong năm 2021. Trong cuộc sống không tiêu xài hoang phí, không có khoản chi lớn nào ngoài chi tiêu hàng ngày. Tình trạng kinh tế của họ nhìn chung là tương đối tốt, thu nhập và tiền thưởng của họ sẽ tăng lên ở một mức độ nhất định, cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống của họ. Cần lưu ý, vì có họa cướp giữ, phụ nữ tuổi dần nên cố gắng không tiếp xúc kinh tế với người khác trong năm nay, nhất là khi có người hỏi vay tiền, càng xa càng tốt vì họ đang phải vay mượn tiền bạc. Rủi ro rất cao, có thể xảy ra trường hợp không trả được tiền đã sao Thái Dương chiếu mệnh, dương thịnh âm suy. Vì vậy, trong năm 2021 nam Bính dần sẽ có thu hoạch về tiền bạc rất lớn thu nhập từ nghề tay phải khá đáng kể kèm theo tiền lương cơ bản tiền thưởng tiền hoa hồng v v khi cộng lại với nhau cũng dồi dào nếu có cơ hội phát tài chúng ta phải quan tâm nhiều hơn đến xu hướng xung quanh và có óc quan sát thị trường nhạy bén nhưng điều cần nhắc lại là những người cầm tinh tuổi dần phải nhận ra tầm quan trọng của sự cần cù tiết kiệm kịp thời cắt đứt những giao tiếp xã hội kém hiệu quả về phương diện tình cảm của tuổi bính dần sinh năm 1986 nam mạng trong năm 2021. Tử vi tuổi bính dần năm 2021 nam mạng vận tình cảm có các tinh hồng loan tạo ra nhiều cơ hội tốt cho nam nữ chưa lập gia đình và người già, nhưng không tốt cho nam nữ trung niên đã lập gia đình. Vì vậy, đối với các bạn độc thân, năm nay khá tốt nên nắm bắt cơ hội để kiếm nửa kia. Nếu được người thân, bạn bè giúp đỡ giới thiệu ai đó, đừng vội từ chối, vì rất có thể bạn sẽ gặp được nửa kia ưng ý. Còn đối với những người bạn đã có gia đình thì phải biết kiềm chế lòng mình, không được có tư tưởng lừa dối, dù không còn tình cảm với vợ thì nên bắt đầu mối quan hệ mới khi ly hôn trong hòa bình. Sức khỏe của tuổi Bính dần sinh năm 1986 nam mạng trong năm 2021 Tử vi tuổi bính dần năm 2021 Nam Mạng lưu tâm phương diện sức khỏe, không có nhiều điều đáng lo ngại trong năm 2021 đối với bạn. Tuy nhiên, nên tập nếp sống lành mạnh và thường ăn nhiều rau xanh trái cây, cũng phải ăn thịt nhưng không nên ăn quá nhiều dầu mỡ, nếu không sẽ gây gánh nặng cho dạ dày. Đồng thời, trong năm Tân Sửu áp lực công việc vẫn khá cao, chú ý làm việc và nghỉ ngơi, không nên thức khuya làm việc, đừng nói là uống cà phê để giải khát, nếu không lâu ngày sẽ nổi lên các loại hiểm họa. Ngoài ra, bạn phải dành ra một chút thời gian cho việc tập thể dục, có thể đến phòng tập thể dục thể thao, chạy bộ hoặc có thể tập ở nhà, chỉ cần bạn kiên trì thì hiệu quả khá tốt. Sao chiếu mệnh của tuổi Bính dần sinh năm 1986 nam mạng trong năm 2021 tuổi bính dần 1986 nam mạng trong năm 2021 là 35 tuổi có sao mục đức chiếu mạng nam đề phòng bệnh về mắt, gia đạo có chút bất hòa nhưng nhân khẩu bình an, không đáng lo lắng. Người có sao mục đức chiếu mạng sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc cũng như cuộc sống. Có người có thêm bạn mới, thăng quan tiến chức hay được quý nhân giúp đỡ, đời sống hôn nhân hoàn hợp hướng xuất hành của tuổi bính dần sinh năm 1986 Nam Mạng trong năm 2021. Sau khi đã xông nhà đầu năm mới thì các bạn có thể chọn hướng xuất hành đầu năm 2021 Tân Sửu, gia chủ tuổi bính dần xuất hành nghĩa là đi ra khỏi nhà sau lúc giao thừa. Có người thì ngay sau giao thừa đã xuất hành đi lễ chùa, lễ đền có người bắt đầu sáng mùng 1 Tết mới đi, cũng có người xuất hành vào mùng 1, mùng 3 Tết, mùng 5 tùy hoàn cảnh cụ thể các hướng nên xuất hành 3 ngày đầu năm mới 2020 tốt nhất tuổi bính dần. Ngày mùng 1 Tết, thứ 6 ngày 12 tháng 2 năm 2021, xuất hành hướng Tây Nam ngày mùng 3 Tết, Chủ nhật ngày 14 tháng 2 năm 2021, xuất hành hướng hướng Đông Nam, Tây Bắc ngày mùng 5 Tết, thứ 3 ngày 16 tháng 2 năm 2021, xuất hành hướng Tây Bắc, Đông Nam tuổi sông nhà của tuổi bính dần sinh năm 1986 nam mạng trong năm 2021. Đầu năm chủ nhà tuổi bính dần nên mời gia chủ sinh các năm tuổi năm kỷ hợi. Tân Sửu, Bính Thìn đến sông nhà đầu năm để mọi việc trong năm 2021 được thuận lợi, gặp nhiều may mắn, tài lộc đầy nhà, cả năm làm ăn phát đạt suôn sẻ. Tử vi từng tháng âm lịch trong năm 2021 cho tuổi Bính Dần sinh năm 1986 nam mạng. Tử vi tuổi Bính Dần năm 2021 nam mạng trong từng tháng là nội dung tổng hợp vận trình 12 tháng trong năm Tân Sửu 2021 của người tuổi Dần sinh năm 1986. Tháng 1 âm lịch. Dự báo có nhiều kỳ ngộ xuất hiện, áp lực song lợi nhuận cũng nhiều. Tử vi tuổi dần năm 2021 tháng 1 âm lịch có thiên can tân kim chính quan đồng vượng với thiên can tân kim. Địa chi dần mộc cùng địa chi sửu thổ sinh hồng loan tính. Tháng này lợi cho các công việc giao thương, hợp tác, đất đai, tài vận cũng được cải thiện, nhưng bị quản lý chặt nên phải chịu nhiều vất vả. Nam nữ mệnh sẽ tìm được người thương, đặc biệt là nam mệnh có vận khí tốt hơn, nữ mệnh thì khó khăn hơn một chút. Tháng 2 âm lịch Dự báo, có tiểu nhân đe dọa, bản thân lý trí sẽ tiêu tai họa. Tử vi tuổi dần năm 2021 tháng 2 âm lịch có địa chi mão mộc kiếp tài, cùng thái tuế sửu thổ không tạo ra tác dụng gì. Thiên can tân kim chính quan đồng vượng với nhau. Tuổi dần tháng này có thể gặp đối thủ cạnh tranh, nhưng nếu bản thân tự chủ sáng suốt sẽ tránh được mâu thuẫn hay tai họa ngầm. Cho nên vận thế tháng này khá thường, không gặp họa lớn cũng như cơ hội tốt. Đồng thời, trong tháng 2 cũng có sao Đào Hoa là hàm trì, nam nữ mệnh được người khác phái có khí chất để ý, cũng được nhiều người theo đuổi. Tuy nhiên cũng không ít người vì tham lam mà dễ phạm đào hoa từ tốt chuyển thành xấu. Tháng 3 âm lịch. Dự báo tài lộc khó về tay, cần nhiều sự hợp tác. Tử vi tuổi dần năm 2021 tháng 3 âm lịch có thiên can nhâm thủy thiên ấn tương sinh với tân kim chính quan địa chi tháng thìn thổ cùng thái tuế sửu thổ cấu thành dần thìn tương phá nhưng tháng thìn gặp tuổi dần không sinh tác dụng gì nên vận thế của bản mệnh vẫn như bình thường tuổi dần tháng này sẽ có một số cơ hội nhưng khó biết đây là tốt hay xấu cần chủ động đi tìm kiếm thời cơ cho mình may mắn lương thưởng của bạn tháng này có cơ hội tăng lên hoặc các dự tính được quý nhân chiếu cố cho sự nghiệp của bạn có hiệu quả công tác kém không có nhiều kế hoạch khả thi tháng 4 âm lịch. Dự báo, phải bình tĩnh mới ít thị phi, hay suy nghĩ nhiều, tiền tài vượng. Tháng này quý thủy chính ấn tương sinh với tân kim chính quan, địa chi tỵ hỏa tương hợp kim cục với thái tuế dần thổ. Đồng thời can tháng tỵ hỏa tương hình với địa chi tuổi dần. Tuổi dần tháng này có cảm xúc dễ dao động nên hay phát ngôn sai cách, dẫn phát thị phi, cần kiềm chế tốt hơn. May mắn tài vận trong tháng có nguồn thu khá dồi dào, lại được quý nhân mang đến nhiều cơ may hiếm có. Tuy nhiên về phần sức khỏe tuổi dần lại không được tốt nên giữ cho mình tâm tính thoải mái, không nên nổi nóng hay lo âu nhiều. Tháng năm âm lịch Dự báo, có một nghệ tinh lợi hợp tác, không nên luồn cúi ít lao lực. Tử vi tuổi dần năm 2021 tháng năm âm lịch có thiên can giáp mộc tỷ kiên tương khắc với tân kim chính quan, địa chi tháng là ngọ hỏa thương quan tương hại với chi năm sửu thổ. Sự nghiệp của tuổi dần tháng này khá tốt cho việc hợp tác, giao thương, thiết kế. Nhưng tài vận khá chắc trở nên không dồi dào cho lắm. Bản mệnh cũng bị quản thúc chặt chẽ nên tâm tình không thoải mái. Bù lại tình duyên sẽ có tin vui, có thể kết giao được với một số bạn bè tốt. Tháng 6 âm lịch. Dự báo, tiểu nhân khích bác tiền đến tiền đi. Tử vi tuổi dần năm 2021 tháng 6 âm lịch có thiên can ất mộc kiếp tài tương khắc với tân kim chính quan. Địa chi mùi thổ tương xung cùng dần thổ, song mùi thổ cùng dần mộc sinh ra thiên hỷ đào hoa. Tuổi dần tháng này trong sự nghiệp có đối thủ cạnh tranh, khiến tâm tình nhiều ức chế. Tài vận không tăng nhiều, thậm chí còn có thể vì tiêu linh tinh mà phí phạm. Sau đó nhờ khống chế được kẻ tiểu nhân mà bớt đi nguy cơ lớn. Tháng này tuổi Dần còn gặp được cơ may về tình duyên, có thể cạnh tranh với đối thủ tình trường. Tháng 7 âm lịch. Dự báo, suy nghĩ nhiều thì khổ cực, cần ổn định lại tâm tư. Tử vi tuổi Dần năm 2021 tháng 7 âm lịch có thiên can Bính Hỏa thực thần tương hợp với Tân Kim chính quan. Địa chi tháng là Thân Kim có thiên quan tinh, không có tác dụng trực tiếp cùng Thái Tuế Dần thổ, tuy nhiên địa chi tháng cùng địa chi Dần Mộc cấu thành thân Dần tương xung áp lực tháng này rất lớn, mưu sự gặp sóng gió nên khó thành, có khả năng bị pháp luật ngó ngàng gây cản trở. Bản mệnh không nên chống đối mà cần tuân thủ. Mặt khác, tuổi dần cũng nên tự tư duy để giải quyết vấn đề, đặc biệt ổn định lại cảm xúc mới suy nghĩ được sáng suốt. Tháng 8 âm lịch. Dự báo không nên vội ức chế, tiền tài ít thị phi thì nhiều. Tử vi tuổi dần năm 2021 tháng 8 âm lịch có thiên can đinh hỏa thương quan cùng với tân kim thực chính quan cấu thành thương quan chế quan. Địa chi dậu kim cùng sửu thổ cấu thành sửu dậu bán hợp kim cục. Tuổi dần tháng này tương đối bị động, kiếm tiền không có lợi, hơn nữa không nên tùy hứng ứng xử hoặc vi phạm quy tắc nếu không rất dễ xảy ra hỏa tiểu nhân, bị vu hỏa hoặc mâu thuẫn với cấp trên. Tháng này bản mệnh cũng vì phạm quy mà gây ra tổn thất về mặt tiền nong tháng 9 âm lịch. Dự báo vận thiên tài nở rộ, nên nhớ có nhận phải có cho đi. Tử vi tuổi dần năm 2021 tháng 9 âm lịch có thiên can Mộ thổ thiên tài tương sinh với Tân kim chính quan, tạo thành thiên tài sinh quan. Địa chi Tuất thổ thiên tài tương hình với Thái tuế sửu thổ. Đồng thời can tháng Tuất thổ cùng dần Mộc lại tạo thành dần Tuất tương hợp. Tuổi dần trong tháng này có vận thế rất tốt, có tiền tìm đến mình, vận thu nhập phụ thu về không ít. Tuy nhiên lưu ý bạn cần phải có sự lựa chọn kỹ lưỡng, cái gì khó đạt được thì đừng cố quá, nếu không sẽ dẫn đến tranh chấp hoặc xung đột. Duyên tình tháng này cũng nhiều sắc thắm hơn. Tháng 10 âm lịch. Dự báo quý nhân mang tài đến trợ ta, bản thân cần nỗ lực nhiều hơn nữa. Tử vi tuổi dần năm 2021 tháng 10 âm lịch có thiên can kỷ thổ chính tài tương sinh tân kim chính quan. Địa chi tháng hợi thủy không phát sinh tác dụng với thái tuế dần thổ, nhưng hợi gặp dần cấu thành dần hợi tương sinh tương hợp. Sự nghiệp tuổi dần tháng này có rất nhiều cơ hội, các dự định được quý nhân chiếu cố cho, tài vận tự thân cũng rất tốt, có khả năng xin được việc làm ổn định. Tuy nhiên cần chú ý, tháng này ngũ hành thủy vượng nên sẽ có điểm áp lực, bản mệnh nên để tâm lý thả lỏng và thoải mái hơn. Tháng 11 âm lịch Dự báo, không nên so đo cái lợi nhỏ, cần cố gắng tranh thủ nhiều hơn. Tử vi tuổi dần năm 2021 tháng 11 âm lịch có thiên can canh kim thiên quan đồng vượng với tân kim chính quan. Nguyệt lệnh tý thủy chính ấn cùng thái tuế sửu thổ thổ cầu thành quan ấn tương hợp sự nghiệp tuổi dần tháng này sẽ có những kỳ ngộ nhất định, lợi cho việc thi cử, xin việc, lương thưởng đãi ngộ tăng lên. Nhưng bản thân cũng cần phải đi tranh thủ nhiều hơn, đừng quá lười biếng hoặc so đo cái lợi nhất thời, nếu không thì sẽ gặp rất nhiều cản trở sau này, cơ hội vượt khỏi tay trong nháy mắt. Tháng 12 âm lịch Dự báo, tài quan đều đến, tuy lao lực nhưng giữ được tiền. Tử vi tuổi dần năm 2021 tháng 12 âm lịch kim khí đồng vượng. Nguyệt lệnh và thái tuế đồng vượng, chi tháng sửu thổ cùng tuổi dần ám hợp nhau. Con giáp này có vận thế cuối năm khá tốt, các thương vụ hợp tác khá thuận lợi, kiếm được không ít tiền. Tuy nhiên đã bị quản lý nghiêm nên tuổi dần có thể cảm thấy quá vất vả tháng này chuyện tình cảm cũng rất thuận buồm xuôi gió nhưng đừng quá vồ vập mà nên bình tĩnh có lòng bao dung độ lượng giúp cho tình yêu phát triển thêm một bước kết luận trên đây là thông tin về tử vi tuổi bính dần năm 2021 nam mạng hy vọng với những thông tin mà Minh Đường Tử Vi chia sẻ sẽ giúp ích được cho bạn đừng quên theo dõi chuyên mục 12 con giáp trên kênh của chúng tôi để cập